Vâng, chung kết ở trong trận thi đấu đầu tiên, chim sẻ là người cầm Minoan, còn Hồng Anh dường như là người cầm Pan thì phải. Chúng ta hãy cùng xem. Đúng rồi, Hồng Anh là người cầm Pan rồi. Thế vậy là một Minoan và một Pan. Ơ, vâng, rất may trong tình huống vừa rồi. Vâng, đã đánh hay thì còn gặp may. Vâng, đánh hay bài đẹp thì tôi còn lý giải được, chứ đánh hay mà gặp may thì đúng là không thể lý giải nổi. Cái này chỉ là hên thôi, sự may rủi thì không thể lý giải nổi. Chim sẻ nắng là người cầm Minoan và Persian để, à xin lỗi bạn, Pamiran đến từ kiến thủ của anh là Quân ở trong trận thi đấu chung kết, và dường như cung chém vào trong lượt này lại hòa nhau nữa thì phải. Nếu tôi không nhầm thì lại tiếp tục Khánh Hòa. Vâng, chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với trận thi đấu chung kết ở trong C đấu đầu tiên giữa game thủ Chim Sẻ Nắng và game thủ Hồng Anh, nội dung random. Pamiran đến từ game thủ Hồng Anh, còn Chim Sẻ là người cầm Minoan. Một bài rất kín đến từ game thủ Chim Sẻ. Các bạn có thể theo dõi trên màn hình những con vực, những cánh rừng đã làm cho nhà của game thủ Chim Sẻ Nắng khung dần ngay những thời điểm đầu. Nhưng có điều tôi vẫn đang còn băn khoăn một chút, đó là nó không được bằng phẳng cho lắm và những đồ ăn chưa được theo một cái quy củ mà game thủ Chim Sẻ Nắng có lẽ là thích nhất. Đây là một bài mà game thủ Chim Sẻ Nắng hơi mỏi tay ở những thời điểm đầu để có thể băng đường đưa những đồ ăn nhà mình quy củ về một mối để có thể dễ khai thác và lượng thực dồn lên là nhanh nhất để có thể kích đời. Đây là một bài mà tôi nghĩ rằng Chim Sẻ Nắng sẽ không ngần ngại gì đánh thẳng A. Vâng, không còn xa lạ gì nhau ở trong team nữa. Chim Sẻ Nắng và Hồng Anh thừa biết được tính cách và lối chơi của nhau, điểm mạnh điểm yếu là ở chỗ nào. Hồng Anh chỉ dò có 10% thôi. Thế như vậy là hơn phút thứ 8 mà Hồng Anh chỉ dò có 10% thôi. Dây đàn bắt đầu căng dành cho cái thủ Chim Sẻ Nắng ở trong C đấu đầu tiên. Bắt đầu căng. Vâng, Chim Sẻ Nắng chết dần. Chim Sẻ Nắng chết dần trong tình huống vừa rồi. Bãi quả nữa dành cho cái thủ Chim Sẻ. Nhưng Sẻ Đệ chết dần. Tương đối căng. BB kín giữa hai cánh rừng. Nhưng bây giờ thì số dân của cái thủ Chim Sẻ Nắng còn lại 24 thôi. Và Sẻ Đệ có lẽ lại chuyển sang một bài đánh chém thôi. Hồng Anh đã lên đời rồi, căng rồi em ơi. Căng rồi. Vâng, Hồng Anh đã lên đời rồi. Liệu có phải là Euro Window hân hạnh tài trợ chương trình này không? Hồng Anh liệu có mở cửa sổ ra hay không? Mở cửa sổ tầng 7 ra hay không?
Các game thủ vẫn đang thi đấu ở quán Dũng Con 5, 210 trung kính. Vẫn là BA dành cho game thủ chim sẻ, vẫn là BA và BM. Căng rồi. Đây rồi, như vậy là Hồng Anh đã đến và chọc nổ chiếc BE của cái thủ chim sẻ. Kịp không em ơi? Thôi. Rách việc rồi, rách việc rồi. Chim ơi. Vâng, làm gì đi em? Làm gì bây giờ để chống đây hả em? Một con ngựa giò. Vâng, một chút công nghệ lại tôi để tôi xem không. Vâng, công giáp đầy đủ rồi em ơi, căng rồi. Bây giờ thì thầy giáo Hồng Anh đang điểm danh những học sinh ở trong lớp chim sẻ đi nắng. Thầy giáo bọ cạp Hồng Anh. Thầy giáo bọ cạp Hồng Anh. Vâng, như vậy là chim sẻ đi nắng cũng đã vẩy được quả BE vừa rồi. Tương đối nhanh nhưng chiếc BE ở bãi gỗ là chiếc BE hở. Đấy điều này. BE bãi gỗ là BE hở. Vâng, không phải là BE hở nhưng ken được. Cây gỗ là cây gỗ ken được. Chim sẻ nắng vẫn chưa để ý. Do của game thủ Hồng Anh sẽ nằm xuống sau tuần này. Chim sẻ nắng đã khung được nhà nhưng bây giờ tham lai còn có 2 xịt thôi. Vẫn chưa biết ai sẽ là người giành chiến thắng nhưng bây giờ thì lợi thế đang nằm hoàn toàn trong tay của game thủ Hồng Anh. Và bây giờ thì có lẽ rằng Hồng Anh đang chờ một tên chim sẻ nắng đang muốn cũng muốn một tên mất điện, mất mạng hay là disconnect gì đấy. Chơi chơi vậy. Đây rồi, lạc đà đã tới nhưng không có bóng giò. Không có bóng giò. Không biết được bãi gỗ ken hay không. À không, có cung R. Có cung R. Có cung R. Dường như là bãi gỗ chưa chắc đã ken được. Nhưng có điều thì bây giờ lại có cung R. Khó chịu. Ba con lạc đà pan chém lại còn một con cung R ở phía ngoài. Chim ơi, làm gì đi em. Vâng, cửa sổ đã bắt đầu mở. Cửa sổ tầng 7 bầu đan đã mở sẵn dành cho cái thủ chim sẻ. Vâng, bây giờ thì có lao không? Chim vẫn chưa lao. Chim vẫn chưa lao. Vẫn kéo con cung A một áo phía trong để có thể bắn chết được con cung R cái đã. Hai con cung A một áo chơi được một con cung R. Đương nhiên như vậy. Giải đấu Euro Window Open dành cho game thủ chim sẻ đi nắng. Vẫn là những con cung A một áo chơi cối thủ nhà. Chết con cung R rồi. Bây giờ chúng ta hãy cùng chờ xem. Đây rồi Hồng Anh, đây rồi Hồng Anh, đây rồi. Hai áo rồi, thế như vậy đã hóa hai áo rồi. Chim sẻ nắng vẫn là còn tham lai. Hãy cẩn thận đổ e. Vẫn là còn tham lai 21 ở thời điểm hiện tại. Thôi. Vâng, như vậy là một màn có thể nói là rất lịch sự đến từ game thủ chim sẻ nắng. Sang đến nhà của game thủ Hồng Anh. Và nhìn mặt Hồng Anh lần cuối. Sau đó thì resize. 1-0 dành cho game thủ Hồng Anh ở trong xe đấu đầu tiên. Và bây giờ chúng ta cùng chuẩn bị đến với xe đấu thứ hai. Và có lẽ rằng xe đấu thứ hai tôi sẽ thuyết phục các game thủ thi đấu chạm 2 thôi. Để dành sức để lát nữa còn đánh với Trung Quốc nữa. Vâng, xe 2 đánh chạm 2 thôi, lát nữa còn đánh với Trung Quốc. Nếu không thì vừa quá giờ mà vừa mệt mỏi. Game thủ cũng ăn uống một chút nghỉ ngơi. Và đến với kèo đấu của Trung Quốc, đây là một kèo đấu khởi động thôi. Bảo bọn nó xe này đánh chạm 2 cho mình nghỉ ngơi tí nữa còn ăn nhá. Ừ nha.
7 anh. Xe nữa đấy, xe nữa chạm 2 đấy.